chào tất cả quý nhà đã quay lại kênh chuyên của đất nền Becamex Chơn Thành Bình Phước của Trọng Thơ nhá. Hôm nay Trọng Thơ có mặt tại giai đoạn 3 của điểm Becamex Chơn Thành và ngay đây công ty bất động sản Chơn Thành và hai lô liền kề với diện tích đất nền là 5 x 30 cũng như 100% với giá hiện tại chỉ có hơn 8 triệu trên mét vuông trên cả nhà. Vị trí chúng ta nằm góc này chính là quốc lộ và đường vào cái này là chúng ta sẽ về Đồng Xoài và bên trái chúng ta sẽ về lại Chơn Thành và về Bào Bàng. Và theo hướng tay Trọng Thơ đang chỉ đây thì như cả nhà đã thấy là trục đường D1, đường Becamex quy hoạch nhà phố thương mại hai bên với thiết kế nhà phố thương mại là một trệt 2 lầu. Và trục đường D1 được thông từ giai đoạn 1 450 ha qua giai đoạn 2 qua giai đoạn 3 của Becamex Chơn Thành. Và ngay đây thì được Becamex xây dựng trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng sẽ cho vào đầu năm 2023 với một diện tích nằm ngay lõi trung tâm thị xã và giá hiện tại chỉ có hơn 8 triệu trên mét vuông, thổ cư 100% và chúng ta có thể xây dựng cho thuê được ngay. Thì quý khách hàng quan tâm tới vị trí này hãy nhanh tay liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu cho mình một trong 3 vị trí đẹp này nhé. Trọng Thơ xin chào và hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video tiếp theo.